Thì lúc mưa lại mình cũng nghiệm đây. Hôm nay mình chơi game thắm mua mà còn đúng mừng mừng à. Mình mới chơi xong cái ván mà chung với lại mấy con kia dùng cái này đứng ngoài ngoại thì cũng đứng từ xa bắn được dễ, mọi người lại bắn được nhiều lần. Không còn đúng giọt máu rồi luôn. Còn đúng một miếng hồi nãy mới học xong. Mình có dụng cụ này nè. Dùng từ tìm khác. Có mấy cửa hả? Không gì được nữa. Đi ra chơi cho đi cộng một mạng ấy da ấy ấy đi ra ăn một quả táo. Chơi này cộng hai. Thôi, dục hết cả cái mưa. Chị này tốn được chắc một xíu nữa, con này chị nhanh lắm. Quay đầu, hết chảy. Không được quay đầu, không được quay đầu. Chị hết sức miệng, nghe cái tiếng của nó rồi. Trời ơi, nó chạy nhanh quá, mọi người mà mát một lát. Khoai là cái chiều kia là vui lắm rồi đó. Đây, cái dèo. Khoai là cái nắp kia là tới cái nắp này. Chắc mình nghĩ cái nắp kia phải nắp khó nhất đâu, là cái nắp cuối cùng đó. Hí hử, con mua kìa. Con này nhích nhanh lắm. Nó giống con khổ, vừa giống con khổ nó còn. Lại vừa giống cái con Hikuru nữa. Hikuru. Này hình như là thỏ mua. Mình tính mua là thỏ mua. Đi coi thì quay có gì đi chơi không? Mình sẽ chơi đèn đỏ đèn xanh. Ok. Mọi người vượt qua cái thảm môi chưa? Chứ mình thấy là cái đó mình không có đủ đẹp là tại vì cái máy mình nó lag quá. Về cái con, về mình hay quay đầu á. Mà nếu mình cứ chắc không quay nhưng mà nó vẫn thùi. Lag quá, cuối cái lag. Lúc đầu không có lag nhưng túi cuối thì nó lag á. Nên là không được. Như luôn này nè. Cái này là cô đã chi tiền đỏ đèn xanh hay sao ấy. Không nghe tí. Chờ nghỉ chơi. Chị gì? Cô chị hả? Ui đi chậm thế. Ừ đúng rồi nhưng lên. Phải chứ cái kia nó cũng có lúc rồi như vậy thì tao biết mấy nha.
Chào mừng bạn đến với điện đó. Ấy, cái Kobachi này có được cái này nè, nhưng mà chưa chắc là Super Bot ở nhà. Đây, giờ mình sẽ vào sẵn. Ý, đi lên đây rồi. Ông phía xuống cái gì vậy? Làm khoảng trò chơi được mời. Cái này là cái cô ba chi kiểu như là có mấy cái con, hình như có cái đập bắn súng nữa thì phải. Không biết có ai lựa chọn đập bắn súng không ta? Không, chắc là game chọn chứ phải mình chọn đâu hả? Chắc game chọn đó, game chọn. Ui, tối thui vậy? Ơi, đừng có nói là đèn đỡ thì sẵn nha. Chắc rồi, tiền đó anh sang đi. Có bị chơi. Chẳng tiền sang hãy đi càng xa càng tốt. Để phía khoảng một chiếc sự tiền đó sẽ bị lại. Nó không báo cái gì vậy chứ? Biết ngay. Rồi, đi nhé bạn. Nếu mà mình đi một con đồng sẽ có cái đó. Dạ, tôi hẹn hà. Mình sẽ leo lên đầu của bà Chi. Mình sẽ phải leo lên cây. Leo lên cây mới đúng. Leo lên cái cây. Mình sẽ leo lên cái cây. Ây, ây, leo lên được nè. Leo lên cây. Nhảy lên đầu của bà Chi. Nhảy lên đó để coi đấy. Như cái này chơi nhau được. Giới thiệu cứ nhiều mà. Ui dù ui được rồi nè. Quá trời người luôn. Còn đúng một bạn. Đây. Cô đơn có lời bạn ơi, sắp hết trận rồi. Cái người mà là người ăn phía trước á mọi người, là thường thường là sẽ bấm cái đèn sang đèn đỏ này nè. Trong cho bạn thua đèn sang đi bạn. Rồi mời bạn đi quy con đường rộng thanh thang. Đúng rồi, đi đi bạn ơi. Nếu một con đường sập xi thang ê, sao nhiều người dữ vậy, nằm dưới đất không kìa. Bạn dừng nhanh quá, bạn dừng chậm chậm. Rồi, mời bạn đi y. Rồi, đã hoàn thành. Quá tốt. Mình sẽ thử mấy cái nhà. Thấy cái người chưa kêu hình như bó súng á. Mình có thấy là mình chơi mấy cái người ngủ trên kia rồi người ta bán. Cái này người bán người đó thôi. Ủa, cô qua chặn chưa? Ủa,
vậy là quay chẳng chưa? Quay chẳng chưa? Sao mình thích qua nè? Đang có ai bị giỏi nè? Đây, mình đâu rồi? Mình số mấy rồi? 201. Đây, người đây. Mình sẽ đi xem nữa chứ. Cảm ơn. Chứ á, mình bỏ trời đấy. Mình nhớ là đó mình đi đầu luôn. Mình nhớ có thể cho bắn bơi nổ, bắn bơi nổ. Có nói một chuyện là mát nha, ngồi trong cái bóng bay là đã khó nói luôn. Ngồi sau xích lưu bóng bay mình sẽ chọn hình lộn vô đây đó. Thường thường là mình hay dùng cái góc này, nhưng mà nếu sửa chữa lại ôi hết cho người chán quá. Gọi thằng mình thằng gì? Thằng Ngọc Tiên. Có lẽ là Dạ không phải thằng đó. Thằng sáng à? Gọi nghe thằng gì? Thằng này có hơi cũ mình. Thằng vuông hơn quá. Quá hơn. Trời ơi, cái con này nó còn cao hơn cả mình nữa. Nó cầm cây súng vậy để làm gì? Để làm gì? Ê, tại sao lại cầm cây súng nhỉ? Được không? Yeah, đã qua chọn. Không bị gì cả. Mình rất là dễ. Thân quá. Nó còn này nhìn. Nhìn nó nhìn. Cặp súng chi lên chi vậy. Bạn cầm lên chi. Nổi cái tu không được. Yeah. Là xong chưa? Sắp chưa? Bữa là xong chưa? Bữa là xong hết rồi đúng không? Hoa xong hết chưa? Còn ai không? Không còn ai cả. Là xong hết. Đèn chưa? Tắt đèn là sao? Trời ơi, mình đi bộ thôi chứ. Chạy cuối nha. Bộ đầu thôi chứ. Cái gì đấy? Trời ơi, không thấy gì luôn. Trắng tinh. Tinh khiết ra. Trắng tinh quá, tinh khiết to. Thấy không, trắng tinh luôn. Không có gì. Thôi tôi gọi là trắng. Trời ơi, tìm cái máy. Nhưng đâu
No. Đây này, đây phôi. Mà mình ngồi tới 3. Team 2 với team 1 nè. Ai sẽ thắng? Ủa? Có ai thắng? Được. Đúng rồi, tốt lên. Chắc là hay có hơn. Mình mua, giờ mình nhé. Cả hai, cả hai xem này thì mình thấy tên một, tên một chứ, tên một chứ. Cái tên của mình, giờ tên khô, xấu nhiều. Dùi, ui, tên phô với tên phi. Trời ơi, it's poor kìa. Yeah, thắng rồi, thắng rồi là thua. Nhờ có tổ mình giấy, hay là đi luôn. Rồi, team 1 với team 4 đã thắng, nhưng mà team Phi đã đi. Team 2, team Phi đã đi luôn. Rồi, ok. Ý, mày nghe hãy nhiều chưa. Chẳng cuối cùng là chuyện chiến đấu và quyết định đó. Giờ chẳng muốn bi hay sao kìa. Thôi chẳng muốn bắn bi nha. Cái ui phòng đây có bạn tên Ngọc cơ. Ui dồi quay quay quân là quay và ai là người đàn ông phía trước là tôi biết rồi, là hết một trận chọn lại người đàn ông phía trước là ai, kiểu như là hết một trận nha. Một cái là ấy 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 quá hết một trời quá tới chơi trận chiến đấu với nhau coi ai thắng đó. Trời ơi, nói đúng là bắn bi à, cái này là bắn bi cái gì nữa. Bạn ơi bắn với mình nha, bắn với mình cho vui, mình không có làm gì bạn không vui lắm. Ừ, rất vui luôn á, bắn với mình là tuyệt vời. Ôi ôi ôi, bạn ơi chó cái gì ấy. Kìa lại sống bên đây. Trời ơi, gọi hello bạn nha. Sao bạn bảy con bi mình có sáu con bi vậy? Trời, tôi thua rồi. Thôi, tôi đi đây. Rồi đi. Đi thiệt rồi đó. Thôi thì cũng bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video sau mọi người nhé. Bye, chào tạm biệt mọi người. Bye.